Khi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt thì gồm có những phần nào và những câu gì? Thì giống như em đã hứa lần trước, hôm nay em sẽ làm video để chia sẻ những cái phần và những cái câu mà trong thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt. Thì đầu tiên mình có hai trường hợp thi chung một đề, đó là trường hợp mà mình 50 tuổi sống ở Mỹ 20 năm và trường hợp mình 55 tuổi và sống ở Mỹ 15 năm trở lên. Thì hai trường hợp này sẽ thi cùng một đề. Thì cái đề nó sẽ như thế này. Chờ, là đầu tiên đó là mình sẽ có 100 câu hỏi công dân lịch sử Mỹ, thì 100 câu hỏi này sẽ bằng tiếng Việt. Và vô trong đó thi thì người ta sẽ hỏi mình 10 câu, mình trả lời đúng 6 trên 10 câu thì mình đậu. Tiếp theo là mình sẽ có phần N400 bằng tiếng Việt. Mọi người nhớ giúp em á, là khi trước khi mà gửi đi thì mình nhớ là copy lại một bản để mình giữ lại mình học. Tại vì khi mà cái người phỏng vấn mình á sẽ hỏi theo cái đơn mà mình đã điền đi, nên là mình phải giữ lại để học và trả lời cho đúng. Thì cái đơn này sẽ gồm tất cả các thông tin cá nhân của mình, rồi thông tin ba mẹ, con cái, vợ vợ chồng, nơi sống, nơi làm việc, rồi thêm nữa là khi mà đi ra khỏi Hoa Kỳ. Rồi mình sẽ có 50 câu là trả lời có hoặc không. Vậy thôi. Và thi tịch Mỹ bằng tiếng Việt trong hai trường hợp này thì mình được đưa thông dịch viên vào để thông dịch cho mình. Nếu mà mọi người cần thông dịch viên tiếng Việt cho cái kỳ thi quốc tịch Mỹ của mọi người á thì có thể liên lạc với em, tại vì em có thông dịch viên cho rất là nhiều người thi quốc tịch Mỹ. Thì mọi người có thể thấy đây là hình ảnh, một vài hình ảnh là em đã làm đi làm thông dịch viên và mọi người đậu nè. Nếu mà thông dịch viên mà đi tới nơi á thì em chỉ phục vụ ở trong vùng thành phố Durham với Charlotte, North Carolina thôi. Thì sau khi mà đặt lịch á, thì em sẽ liên lạc với người đó qua điện thoại để nói chuyện, kiểm tra bài với lại chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch sắp tới. Rồi đến ngày đó thì em sẽ di chuyển đến nơi, có mặt ở đó suốt để giúp người đó phiên dịch đúng từng từ ngữ mà mình muốn truyền đạt tới viên chức, cũng như là khi mà được đậu và tuyên thệ cùng ngày thì em cũng sẽ ở lại đó để mà thông dịch cái phần tuyên thệ cũng như là nghe hướng dẫn làm hộ chiếu và bầu cử ở Mỹ để thông dịch lại cho người đó. Và nếu mà mọi người ai cần chỗ đi thi, nếu mà trong hai vùng đây nha, Durham với Charlotte, North Carolina, thì cũng có thể cho em biết khi mà mình nói chuyện qua điện thoại. Thì mọi người có thể vào đây để đặt thông dịch viên, bỏ ngày tháng, chọn cái ngày mình còn, bỏ tên, email, số điện thoại và chọn là mình thi quốc tịch ở đâu để em biết nhé. Làm em liên lạc. Cái thứ hai nữa là em cũng có cái thông dịch viên qua điện thoại. Thì cái phần thông dịch viên qua điện thoại em chưa có đăng ở đây, nhưng mà em sẽ đăng hết là thông dịch viên bằng tiếng Việt cho 50 tiểu bang qua điện thoại. Thì khi mà điền đơn thì mình nhớ ghi tên và ghi số điện thoại của em vào. Khi mà vô trong đó mình thi thì đưa cái số điện thoại của em để người ta gọi và em sẽ thông dịch qua phone cho quý vị. Nếu mà mọi người cần làm video cụ thể hơn về việc là thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt, từng phần, từng câu hỏi, các ôn vân vân ra sao, thì mọi người có thể comment bên dưới tiếng Việt trường hợp 1 và trường hợp 2, thì em sẽ đếm comment. Phần nào mà có nhiều comment nhất thì là nghĩa là nhu cầu nhiều nhất thì em sẽ làm video để ôn thi phần đó trước. Trong thời gian mà chờ đợi em ra video ôn thi tiếng Việt trường hợp 1 và trường hợp 2 thì mọi người có thể lên website đầu trang của em, giống như vô trong này, YouTube của em là website đầu trang này, Stan Store From Inhot. Còn nếu mà TikTok thì đây này, Stan Store From Inhot, thì mọi người vô đó. Đây thì em có tặng mọi người miễn phí 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt. Mọi người chỉ cần bỏ tên vào, tên ví dụ Miên Nguyễn giống vậy đó, rồi bỏ email vào. Như bây giờ em làm thử nhé, bỏ số điện thoại, nếu mà muốn bỏ số điện thoại thì bỏ, nếu không muốn bỏ thì cũng không sao. Sau đó là mình bấm vào và tải xuống. Thì khi mà xong rồi đó là người ta gửi cho mình một cái thông báo như vậy, thì mình sẽ đi vô cái email của mình để xem thử thì mình đã nhận được cái email đó. Cảm ơn bạn rất nhiều đã quan tâm đến việc tìm hiểu cách thi đậu quốc tịch Mỹ. Thì dưới đây là tài liệu miễn phí, thì mình bấm vô cái link màu xanh dương này thì nó sẽ tải xuống cái tài liệu miễn phí này em tặng mọi người. Thì đây là 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ, thì mọi người có thể tải xuống và học dần dần từ trước khi em ra video này nhé. Theo dõi mình trên YouTube, TikTok và Facebook để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào nhé.